Anh có muốn xem bức ảnh gia đình tôi không? Tôi có một gia đình đông người. Tôi sinh ra tại một làng nhỏ ở miền Bắc Việt Nam. Anh có muốn xem bức ảnh gia đình tôi không? Tôi có một gia đình đông người. Tôi sinh ra tại một làng nhỏ ở miền Bắc Việt Nam. Anh có muốn xem bức ảnh gia đình tôi không? Tôi có một gia đình đông người. Tôi sinh ra tại một làng nhỏ ở miền Bắc Việt Nam. Anh có muốn xem bức ảnh gia đình tôi không? Tôi có một gia đình đông người. Tôi sinh ra tại một làng nhỏ ở miền Bắc Việt Nam. Anh có muốn xem bức ảnh gia đình tôi không? Tôi có một gia đình đông người. Tôi sinh ra tại một làng nhỏ ở miền Bắc Việt Nam.